cái gì mà dân khiếu nại sai thì ngay lập tức người ta giải quyết, người ta trả lời. Còn cái gì mà dân khiếu nại đúng thì chính quyền sẽ né tránh, tìm mọi cách né tránh. Và bản thân tôi đã làm việc với chủ tịch quận, ông chủ tịch quận kết luận là việc này đã sai, nhưng khi xuống các phòng ban người ta không giải quyết. Có những văn bản, hàng chục văn bản chuyển từ trên trung ương xuống, gồm đại biểu quốc hội, mặt trận tổ quốc chuyển, nhưng người ta không giải quyết hoàn toàn. Tôi đến nhiều vụ, tôi đến rất nhiều lần để tìm cách tiếp cận với chủ tịch, nhưng mà thực sự ra mình để đến thì chủ tịch sẽ không ra tiếp. Bây giờ chúng ta phải có những cái quyết định giải quyết mẫu, cứ đúng trường hợp này là nó phải giải quyết như thế này. Lúc đó thì buộc rằng chính quyền địa phương, trong đó các chủ tịch các quận huyện, các ủy ban nhân dân tỉnh không thể nào tránh né được, mà đương nhiên áp dụng vào như thế vậy, bắt buộc. Thì lúc đó họ không tìm cách tránh né.